Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Polo. Nói thế nào nhỉ? Trước khi Dương Nguyên Khai chưa hiện thân, phía Mạc tộc thực ra là có ưu thế mang tính áp đảo. Maraja vẫn luôn ẩn giấu thực lực thật sự, tiến hành đối chiến kịch liệt với lục hợp trận của Dương Tiêu. Hắn hoàn toàn có năng lực, dưới tiền đề có thể bỏ ra một cái giá, nhanh chóng phá vỡ lục hợp trận của Dương Tiêu. Nhưng mà hắn không làm vậy, hắn đang đợi. Lúc đó Dương Tiêu chưa đến, phía nhân tộc chỉ có Âu Dương Liệt là cửu phẩm, căn bản không thể nào đấu lại Maraja. Nếu thật sự ép hắn đại khai sát giới, ngược lại là không ổn. Nói cũng đúng. Hơn nữa, ai nói ta thấn thăng thất bại cơ chứ? Nhưng ngươi không có cửu phẩm, ta cũng không nói. Chính mình là cửu phẩm. Tình hình của hạng sư huynh khác với những bát phẩm khác. Nếu như vậy, vậy cực phẩm khai thiên đan. Màn chắn của tường lũy tiểu càn khôn đã tiêu dùng chín thành, còn lại một chút. Ta cảm thấy có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để đột phá. Ta vốn dĩ là cửu phẩm chi tử, chỉ vì lúc trước vất vả đại chiến ở trên Mặc Chi chiến trường, dẫn đến tiểu càn khôn bị Mặc Chi nực ăn mòn, bất đắc dĩ phải cắt đi mảng lớn tiểu càn khôn cương vực để tự bảo vệ, từ đó phẩm giai giảm xuống. Màn chắn thành lũy tiểu càn khôn trở nên ngưng trọng chắc chắn hơn bát phẩm bình thường khác, mới khó đột phá. Nhưng mà đến nay trong tiểu càn khôn của ta, màn chắn thành lũy không còn hậu trọng như lúc trước, thậm chí còn mỏng hơn là cả những bát phẩm đỉnh phong bình thường khác. Đã không thể nào ngăn cản ta nữa rồi. Thật tốt quá, nếu như hạng sư huynh có thể tấn thăng cửu phẩm, các tướng sĩ khác chắc chắn là sẽ đề thăng chí khí. Nói như vậy, dược hiệu của cực phẩm khai thiên đan không hề lãng phí, Maraja cũng là uổng công tính kế rồi. Việc không thể nào chậm trễ, ngươi mau đi đột phá đi, đợi tấn thăng cửu phẩm rồi lại nói việc khác. Đang có ý này. Tô Nhàn. Thương thế của muội thế nào? Sau khi ta hôn mê, Lô Ảnh đại đế đã đem ta đến một phù lục an tĩnh, lại để cho Liễu Phi Phi sư muội qua đó chăm sóc cho ta, đã ổn hơn nhiều rồi. Phu quân, hắn không phải là cha nuôi, là lão phương. Lão phương. Tô Nhan phu nhân, thương thế của cô không sao rồi chứ? Nếu như chiếm tiện nghi của phu nhân Dương Khai, nói không chừng là sẽ bị hắn xử mất. Thương thế của ta đã ổn hơn nhiều, ngược lại là người lại có chuyện gì vậy? Mẹ nuôi, để ta nói cho. Việc này phải bắt đầu nói từ tam phân quy nhất quyết. Cho nên hiện giờ thân thể của cha nuôi người là Lô Ảnh đại đế và Phương Thiên Tứ đang khống chế. Đúng vậy, nghe nói khi đó mọi việc xảy ra đột nhiên, bọn họ cũng suýt chút nữa thì không kịp phản ứng lại. Nhưng mà lão Phương nói rồi, cha nuôi sẽ tỉnh lại, chỉ là không biết là lúc nào thôi. Nếu có thể cha nuôi tỉnh lại muộn một chút cũng không sao. Nếu không, đợi người đem những lời ta nói với lão Phương đều lôi hết ra đây, ta sẽ phải chịu khổ rồi. Nói như vậy, tam phần quy nhất quyết là có khuyết thiếu. Ý thức của Dương Khai nói không chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào ngủ sâu. Vậy ngày sau, tiểu hỗn đản muốn qua đêm với tỷ muội chúng ta. Vẻ mặt đánh giá hậu quả của sự việc, mẹ nuôi quả nhiên là rất khác người ta mà. Ngươi cũng đi trị thương đi, ta và Tuyết sư muội canh chừng là được. Được. Đại đạo diễn biến lúc trước là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 8 rồi. Xem ra Càn Khôn Nô sắp đóng lại rồi.